Trong bản nhận định về triển vọng thị trường châu Á quý 3 năm nay mới công bố vào cuối tuần qua, HBC dành riêng một phần đáng chú ý để nói về kinh tế Việt Nam với nhiều dự báo lạc quan, trong đó có dự báo cho ngành du lịch, kỳ vọng về TPP và tiến độ tái cấu trúc nền kinh tế. Mở đầu phần nhận xét về kinh tế Việt Nam, HBC tái khẳng định những căng thẳng với Trung Quốc chỉ tác động hạn chế tới kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn và cũng chỉ có ngành du lịch là chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy nhiên, dự báo lượng du khách đến từ Trung Quốc sẽ trở lại bình thường trong vài tháng tới. Sự tăng trưởng ấn tượng của số du khách ngoại đến Việt Nam trong nửa đầu năm là động lực đáng kể thúc đẩy ngành bán lẻ phát triển. Vốn FDI và Việt Nam ổn định cho thấy những nhà đầu tư chính vẫn không thay đổi lập trường đối với Việt Nam. HBC kỳ vọng lạm phát sẽ ổn định dù có vài đợt tăng lạm phát trong đầu quý 3. Ngân hàng nhà nước cũng được dự báo sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 5% một năm. Ở quan điểm trung và dài dạ hạn, HBC cho rằng nếu như TPP khép lại thành công, Việt Nam sẽ là nước hưởng lợi nhiều nhất trong nhóm. Còn hiện nay, những khó khăn khi đàm phán về quy định xuất xứ nguyên liệu trong TPP cùng với những căng thẳng tạm thời với Trung Quốc sẽ là hai động lực đáng kể có thể thúc đẩy tái cấu trúc kinh tế nhanh hơn.